tiêu mì. Gì? Ý hui Bạc Liêu. À, ý hui. À, thử ăn hủ tiếu mì ý hui Bạc Liêu nha. Nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn, có thịt quay à? À, thịt quay, tôm chiên, hủ tiếu và mì xíu mại. Đấy. Hủ tiếu mì ý hui. Đó. Tại thành phố Bạc Liêu. Chơi làm sao đây? Chuyện qua. Quá ngon, cho tô hủ tiếu mì đặc biệt cho nó ngon chứ. Ăn cái tô hủ tiếu hôm qua sợ đau bụng khái mồ luôn. Tô hủ tiếu này mới ngon nè. Bên này mình chơi hủ tiếu hủ tiếu khô. À, quá ngon luôn. Ở dừng sáu lấy. Xương, lòng. Quá ngon, quá ngon. Đây không có rau, cải chẳng mùi lắm. Thôi ăn vậy thôi, rau cải nhiều quá nhiều khi đau bụng á. Rồi tính tiền đầy đủ rồi, quá no luôn rồi. Tạm biệt hủ tiếu ý nuôi nha, mình về đây.